Thông tin mới nhất về vụ truy lùng nghi phạm ra tay với nữ nhân viên quán cà phê. Sau khi ra tay sát hại nữ nhân viên bán cà phê ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nghi phạm chạy xe SH của nạn nhân khỏi hiện trường. Ngày 8 tháng 1, công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra vụ nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, một nam thanh niên đi bộ đến quán cà phê nằm trên quốc lộ 22, xã Xuân Thái Sơn, huyện Hóc Môn. Tại đây, người này sử dụng hung khí sát hại chị NTHB, 32 tuổi, nhân viên quán cà phê, rồi cướp xe máy Honda SH1 màu đỏ, biển số thành phố Hồ Chí Minh, tẩu thoát về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Từ tin báo của nhân dân, công an đã kịp thời truy đuổi để bắt giữ đối tượng. Nhưng khi đến đoạn qua xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, thì nghi phạm vứt xe máy lại bên đường rồi chạy trốn vào một khu đất rộng, cỏ cây tùm cao khuất tầm nhìn. Báo giao thông cho biết, theo người dân ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, vào chiều ngày 6 tháng 1, họ quan sát thấy một thanh niên lạ mặt với người dân vùng này đi lại bằng xe máy rất khả nghi. Thanh niên này đội nón kết màu đỏ, áo sơ mi đỏ, mặc quần ngắn, dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến đường tỉnh lộ để mua nước uống và đồ ăn. Công an nghi ngờ đối tượng đang lẩn trốn trong khu đất trống rộng hàng chục hecta tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Đây là khu đất bỏ hoang trầm rạp, được một số người tận dụng trồng cây ăn quả. Do khu vực rất rộng lớn, cây cối tùm nên việc truy tìm rất khó. Lực lượng chức năng đã được tăng cường xuống khu vực này tiếp tục kiểm soát, mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp ranh. Còn bạn mà nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.